Con làm gì vậy? Ba ơi, con nhớ cái cây này xanh tốt lắm mà. Sao bây giờ nó bị héo rồi? Chắc tại không ai chăm sóc nó rồi, không khí đường phố giờ ô nhiễm quá đó con, nên nó chịu không nổi nó chết thôi. Thôi ở đây rượt theo ba đi, con mà rượt theo ba kịp ba thưởng cho cây cà lem ha, nhớ lên. Tụi mình đang đi trên đường thì gặp Suri nên ba đứa tụi mình ghé vô công viên chơi luôn. Hôm qua hai bạn gặp Suri ngoài công viên hả? Ừ. Nói gì kỳ vậy? Hôm qua tụi mình làm bài tập với Suri ở nhà bạn Lan mà. Ừ. Bà giỡn hoài à. Ngày hôm qua Suri còn chơi với tụi mình cả ngày hôm qua luôn đúng không? Ừ. Có lỗi thì xin lỗi người ta một tiếng đi, chứ đừng có nói dối vậy chứ. Không phải, hôm qua tụi mình chơi với Suri thiệt mà. Ừ. Thôi được rồi, vậy tụi mình đi vô hỏi Suri là biết liền à. Ừ, được thôi. Suri, hả? Có phải hôm qua bạn chơi với mình và mình vũ ở công viên đúng không? Đúng rồi, sao vậy? Hay chưa, rồi muốn tin. Hay gì mà hay. Suri, có phải là ngày hôm qua bạn cùng làm bài tập chung với tụi mình ở nhà Hoàng Lan không? Ừ, hôm qua mình có làm bài tập mà. Suri, mày nói gì kỳ vậy? Hôm qua mình vừa làm bài tập vừa chơi công viên. Suri, bộ bạn có anh em sinh đôi mà giấu không cho tụi mình biết hả? Thì bạn mới nói là ngày hôm qua một người nè thì làm bài tập chung với tụi mình, còn một người thì chơi với mình chỗ cái hồ kìa. Bạn nói vậy là sao? Chứ cợn gì nữa. Thì rõ ràng Suri mới nói đó, vừa làm bài tập với tụi mình mà vừa chơi với mình chỗ cái hồ. Suri, vậy là sao? Không phải như vậy đâu. Bây giờ để mình giải thích cho ha. Đúng rồi. À đúng rồi, hôm qua mình vừa làm bài tập ở nhà Hoàng Lan, sau đó mình lại chạy ra công viên chơi với mình vũ thấy hồ, sau mình đánh một cái vòng chạy về nhà Hoàng Lan làm bài tập, sau đó mình lại chạy ra công viên. Cô tới học sinh đó. Cô chào các em, các em ngồi xuống. Dạ. Ủa Suri, hôm nay có chuyện gì vui hả? Dạ đâu có gì đâu cô. Sắp tới thành phố chúng ta sẽ tổ chức hội khỏe phù đổng dành cho các trường cấp 2. Các em thấy mình có năng khiếu môn nào thì đăng ký danh sách cho bạn Hoàng Lan nha. Ủa cô ơi, hội khỏe phù đổng là gì vậy cô? Ủa Suri không biết hả? Đó sẽ là nơi tổ chức thi đấu các môn thể thao cho các trường nhằm mục đích nâng cao và rèn luyện thân thể cho các em học sinh. Suri, em thấy mình có thể tham gia được môn nào? Dạ, em thấy môn thể thao nào em cũng giỏi á, môn nào em cũng tham gia được hết. Suri, bạn tự tin thiệt á, quả là tự tin. Suri, bạn thật xứng đáng là đàn ông đó. Nhưng mà hơi tự tin quá đó Suri. Có gì đâu mà tự tin, mình thấy sao thì nói vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta lấy tập vở ra và bắt đầu học bài học đầu tiên ha. Dạ. Dạ. Suri, chiều nay đi đá banh không? Cũng được, mình bắt đầu khoái trò đó rồi đó. Ừ vậy đi, chiều nay mình với Thái Hồ đợi bà ở công viên nha. Ok, okay. Giờ tự nhiên có thêm một thằng Suri nữa, không biết hai tụi nó có cãi lộn không anh?
Anh nghĩ không sao đâu, Suri hồi nào giờ đâu có anh em trai. Anh nghĩ là nó thích. Biết là vậy, nhưng mà cái thằng Suri á, thằng sao á, em thấy nó có vẻ ngỗ nghịch làm sao á. Suri bình thường là một đứa hiền lành, nhưng thằng Suri bên trong của nó lại là một đứa thích thể hiện mình. Em, anh không biết là Bunun của bên trong anh thì nó làm sao ha. Anh muốn biết à? Muốn chứ. Anh đó hả? Dạ, thưa bạn đi học. Con đi học hả? Dạ. Nhưng con chưa ăn gì mà. Dạ thôi, để con lên trường con ăn luôn. Con quen ăn trên trường rồi mẹ. Nhưng mà giờ này ở trên trường có gì đâu ăn. Hay, cắm này thôi ăn nha. Ủa, bánh này là của ba mẹ mà. Con lớn rồi, ăn được phải không mình? Được. Dạ. Ông chú ơi. Sao con? Về cái chuyện thuốc giải phép thuật đó ông. Nhất định phải làm không? Không làm có được không? Đâu có được. Không thể nào có hai xu đi được. Như vậy mọi chuyện sẽ rắc rối lắm, con có biết không? À, mà con không cảm thấy khó chịu khi bỗng nhiên có một xu đi khác xuất hiện và con phải chia đều cho người đó sao? Dạ, thiệt ra thì con cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà chỉ có một xu đi mà thôi. Con hãy nghĩ kỹ lại coi. Hai đứa là hai phần tính cách trong một cơ thể, đâu có đứa nào hoàn thiện đâu, đúng không? Mà một nhà phép thuật hay một con người đều phải có cơ thể và tính cách hoàn thiện, không thể tách rời ra được. Dạ, con hiểu rồi. Để mẹ sách vô cho. Đi ra siêu thị phụ với Tấn Trung, bữa nay siêu thị đông khách lắm ạ. Vậy mẹ ở nhà, mẹ với Ngọc Yến cứ ăn trước đi, không phải đợi con đâu. Mẹ biết rồi. Dạ. Ủa, giờ này đáng lẽ ra Suri nó phải ở trường chứ. Hay là nhà của Chi Ni có chuyện? Anh Hương luôn, chị. Ủa, Phương. Chào chị. Qua chơi hả? Vô đi, vô đi. Dạ không. Nhà mình có chuyện gì hả chị? Chuyện gì? Đâu có. Là sao? Tại vì tôi thấy Suri á, nó từ trong nhà chạy ra. Tôi tưởng là ở nhà có chuyện gì cho nên nó phải về. Bỏ quên tập, đi học, bỏ quên tập. Đúng rồi, đã quên tập. Chứ không có chuyện gì đâu. Vậy hả, vậy mà tôi cứ lo không à. Vậy thôi tôi đi nha. Không vô chơi hả? Dạ không, không. Chào anh chị. Mình ơi mình, có khi nào bị lộ không? Ai biết. Chắc không có đâu. Thôi vô, cứ đi. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Ngày hôm qua tụi mình đi riêng bị lộ rồi. Thiệt hả? Ừ. Mấy bạn còn nghi á là tụi mình có hai anh em sinh đôi, mỗi đứa là một việc. Rồi ông trả lời làm sao? Thì tôi trả lời là tôi vừa làm bài tập nhà Hoàng Lan, xong chạy ra công viên, xong rồi quanh về nhà Hoàng Lan làm bài tập tiếp. Rồi mấy bạn có tin không? Trả lời vậy ai mà tin? Tôi bí quá rồi mới trả lời đại thôi. Cũng hên lúc đó cô chốt đi vô lớp nên mấy bạn cũng không để ý gì nữa. Vậy thì nguy quá, phải làm sao bây giờ? Vậy giờ tôi có nên vô học không? Tạm thời ngày hôm nay có thể bỏ qua. Vậy từ giờ trở đi, tụi mình đừng có làm việc riêng lẻ nữa nha. Chú ba. Tao chịu làm thuốc rồi, tới đâu rồi? Dạ, ông chú cũng đau đầu suy nghĩ lắm đó ba. Còn chỉ có thai. Có rồi ba. Chi Ni á, cái em bé rồi. Có thai rồi hả? Ồ, Bunun con giỏi lắm. Dạ. Dạ, thưa ba mẹ, thưa ông, con không mới về. Suri nha, ở trường con không có quậy phá chứ. Dạ, con có quậy đâu mẹ.
Ba ba, con nghĩ á, ở nhà mình mà có thêm một bonus nữa chắc hay lắm á ba. Có gì đâu hay. Hay chứ, ít ra nè, vẽ tranh có hai người cùng vẽ con đỡ phải mệt. Với lại á, người kia khác tính khí của con, cái gì con không thích thì con có thể kêu người đó làm, khỏi bị ba chửi. Sao vậy? Con thấy cũng vui chứ bộ. Ông chú. Ông đang pha thuốc, có chuyện gì vậy con? Dạ, về chuyện thuốc giải phép thuật đó ông. Nhất định phải làm á ông, không làm có được mà ông. Ông đã giải thích cho con nghe rồi mà. Dạ đâu có, con mới đi học về mà. Con là Suri Nho hả? Dạ. Suri Nho nè, nếu bây giờ có hai đứa tồn tại thì thể chất và tính cách của hai con á sẽ bị giảm đi một nửa, không có được đâu. Mỗi nhà phép thuật của chúng ta đều phải có một cơ thể hoàn chỉnh, con hiểu không? Nè, thi xong rồi đó. Dạ, dạ không, em đâu có nói gì đâu. Chị đừng có nhìn em vậy. Tao biết tao sẽ làm gì, không cần mày phải dạy đâu. Dạ, em biết rồi. Làm gì thì làm đi, không có làm có đi lanh quanh trống mặt cái mồ luôn. Suri, mình có cái này muốn nói với bạn một chút. Mình có chuyện muốn nhờ bạn. Bạn nói đi. Hôm qua mình nhìn thấy trong công viên có một cái cây bị héo gần hết. Không biết tụi mình có cứu được nó hay không nữa. Hay là bạn thử đi với mình coi sao. Cũng được, vậy khi nào tụi mình đi? Vậy bạn vô cất cặp rồi đi liền nha. Ê, mới về hả? Nhưng mà chút nữa tôi phải ra công viên với Hoàng Lan liền. Cái gì? Tới công viên với Hoàng Lan hả? Như hồi nãy tôi mới hẹn với Mạnh Vũ Thái Hồ ra công viên đó banh mà. Chết rồi, vậy giờ làm sao? Bình tĩnh, để Suri Nho này tính. À, hay là vậy đi, tôi với Thái Hồ, Mạnh Vũ đi đá banh trước. Tôi với Thái Hồ, Mạnh Vũ đá banh xong rồi ông đi với Hoàng Lan. Đâu có được, hồi nãy tôi lỡ hứa với Hoàng Lan là sẽ qua nhà Hoàng Lan liền. Ê, hay là giờ tôi với Hoàng Lan đi trước rồi ông với Thái Hồ, Mạnh Vũ đá banh sau hả? Vậy đâu có được, nếu mà vậy thì Thái Hồ với Mạnh Vũ sẽ đợi. Vậy giờ làm sao? Tụi mình đâu có thể nào cùng một lúc mà xuất hiện ở hai nơi được. Hay là vậy đi, chỉ một ngày nữa thôi, một ngày nữa thôi. Một ngày hôm nay tụi mình đi riêng, rồi mai mốt mình tính tiếp. Không được đâu, nếu vậy lỡ Hoàng Lan, Thái Hồ, Mạnh Vũ lại ngồi lại với nhau rồi bàn chuyện giống ngày hôm nay thì sao? Thì tôi sẽ nói là mấy bạn giữ bí mật, nếu mà nói ra thì mấy bạn khác sẽ buồn. Tôi thấy cũng có lý. Vậy thì tụi mình đi. Khoan khoan, để tôi vô cất cặp đã. Lẹ 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 đi. Dạ, thưa ông, thưa ba mẹ nào có về. Ê, ông bỏ đại cặp trên ghế đi rồi đi liền. Mình mà ra trễ hả, Hoàng Lan ra trước là tiêu luôn đó. Hai đứa thì đi đâu đó? Dạ, tụi con đi ra ngoài một chút. Đâu có được, hai đứa đi lượt không được đâu. Dạ, không sao đâu ông. Nhưng mà đi ra vậy là rủ có người nào nhìn thấy hai đứa một lượt thì sao? Ba có cách cho hai đứa cùng đi mà không ai phát hiện nè. Cách gì ba?
Đó, chứ bây giờ đâu có ai nhận ra. Cửa gì? Trời ơi, trời nóng gần chết, bắt người ta mặc cái áo đó. Úi, kỳ quá. Nhìn tưởng đâu con ma. Dạ, không sao đâu không. Con mặc cái này cũng được mà. Thôi, dạ, tụi con đi nha. Đi. Đi. Suri. Dạ. Ai vậy con? Bạn con hả? Dạ, thằng Thái Hồ chú. Thái Hồ? Dạ. Ủa, sao tự nhiên bữa nay gặp chú rồi quay mặt trốn như Thái Hồ? Ủa mà sao nó bận đồi trùm kín mít vậy? À đúng rồi chú. Dạ, nó đang bị bệnh chú. Bệnh? Dạ. Trời ơi, vậy có bộ là nặng lắm rồi đó nghe. Con chừng nó bị bệnh truyền nhiễm đó con, cúm heo á. Thôi bây giờ chú có việc chú phải đi nghe con. Dạ. Có gì gặp lại chú sau nghe con. Dạ. Không biết Suri làm gì mà lâu vậy ta. Ê, Thái Hồ, Bạch Dương. Suri. Hả? Trời nóng vậy, mặt thấy ghê vậy. Không. Ông mình á, không có cho mình đi chơi. Nên mình mặc gì nè, ông mình mới cho mình đi chơi. Mặc gì mới trốn đi được. Suri mà cũng dám trốn đi chơi hả? Trời, Suri này cái gì mà không dám. Thôi mình đi. Ừ. Bạn muốn cho mình một cái túi đi. Mà bạn uống nhiều hết. Không phải muốn cho mình, mà là muốn cho cay. Mình biết rồi. Chú nó bị sao vậy ta? Nước nè Suri. Ừ. Theo mình thì do rễ cây không thể truyền chất dinh dưỡng đi nuôi khắp thân cây, nên cây mới bị héo như vậy nè. Nếu vậy thì tụi mình phải làm sao? Đầu tiên tụi mình phải xới gốc cây lên coi sao đã. Có rác kìa Suri. Ừ, chắc tại mấy cái rác này ở dưới rễ cây nên cây mới bị vậy nè. Vậy là xong rồi đó. Vậy là từ giờ cây này sẽ không sao nữa ha. Ừ, cây này sẽ không sao nữa đâu, Hoàng Lan đừng có lo. Hoàng Lan, thôi mình chưa cần dọn liền đâu, bạn để đi đi, tụi mình đi uống nước. Vậy cũng được, tụi mình đi đi. Thôi, bạn ra ghế ngồi chờ đi, để mình mua cho. Suri, hôm nay mẹ nó bành còn hay hôm qua nữa. Trời, đương nhiên rồi, Suri mà.
hay là mình thi bóng đá ở Hội Khỏe Phù Đổng đi. Hội Khỏe Phù Đổng không? Ừ, bạn mình tham gia vô để chừng mình thắng chắc. À, ok, ngày mai mình sẽ đăng ký tham gia với cô. Trời nóng quá, tụi mình đi ăn kem không? Mình không thích á, thôi mình đi ăn đi. Đi. Ôi da, sao vậy Minh Vũ? Gì vậy? Không biết anh nào, nó chơi trộn cả chân mình còn. Thôi bỏ đi, chắc tụi nó chạy rồi. Ừ, tức quá. Thôi đi. Meow. Meow.